hết mọi người. Mình đã đi ra làng chài, xong rồi đi vòng xuống chợ cá ngay làng chài nè. Mình xem mọi người hôm nay đi cá gì. Sau lưng mọi người thấy không, sáng nay thì bà con ngư dân mình trúng cá trích. Như vậy đã hứa hẹn sẽ có món gỏi cá trích và cháo tiêu của làng chài. Đó, thấy chưa? Đầu năm với vẻ là làng chài trúng cá mọi người. Nè, đứng xa nhìn là thấy lấp lánh rồi. Ý, cá nè. Trời ơi, cái mùi tanh tanh luôn á. Cá này cá gì vậy chị? Cá chích. Cá chích này làm gỏi hả? Vậy lại nói đi. Sáng nay là bà con ngư dân là gọi là bội thu. Dễ hả? Cá tiêu. Đây cũng cá trích nè. Quay cá nhiều kìa. Dạ. À, chẳng quay nữa nha. Quay bắt đó. Chết nè. Đi mấy giờ vậy chị? Đi rồi mấy giờ? Này khi 1-2 giờ rồi đi. Dạ. Sáng vô. Dạ. Vậy là lần này đi trúng cá trích ra. Cá đi lưới nào thì cá đó. Dạ. Đầu bối người ta sẽ xuống người ta thu gom, tùy thì người ta sẽ vận chuyển bằng không đăng, bằng nhiều hơn thì bằng xe máy cày như vậy đó. Từ đây thì họ đóng thùng sẵn này mọi người, và chỉ cần lắp lên xong là bắt đầu đi thôi. Hứa hẹn một mùa no ấm. No. 25.000 ký 10 anh. Cái này cá trích không hả chị? Cá trích không ăn. Có ốc hương ghẹ gì hả? Em ai ghẹ này á, nãy em mua giúp cái cho chị đi chơi luôn hả anh nãy? Qua đây bán sổ luôn á. Dùm vài ký đi chơi, có cách tư về dùm ạ. Ghẹ này anh mua ghẹ lên nãy. Cá em mua hết rồi, lỡ xuống chở em mua hết cá.
thì cá đó. Rồi đặt này nữa đủ. Một ghe như vậy là người ta trúng được khoảng 2 tạ cá trích mọi người. Đó, 3 4 tạ. Trời, ghê vậy. Mỗi 1 kg là 20.000. 3 4 tạ luôn mọi người. Mà 1 kg thì 20.000, nói chung nhân lên là cũng khá khá đó. Đầu năm mà như vậy thì là một điểm may mắn ha. Chúc cho làng chài năm nay trúng mùa, biển cho nhiều nhiều, càng nhiều càng tốt. Thấy cái vẻ xôm tụ lắm mọi người, sáng nay làng chài xôm tụ lắm. Coi như là một cái ghe đó là khoảng 8 triệu. Chút cá được khoảng 8 triệu. Đó, một ghe như vậy thì người ta có khoảng 8 triệu. Một đầu năm cũng hơi bị lóc lá đó. Ba vậy là hơi bị lóc lá đó. Mà mình quan sát thấy là sáng nay ghe toàn là ghe cá trích không. Chắc là hiện nay là làng chài đang vào mùa cá trích. Cho nên các ghe đi là cá trích không. Có thể là mình đi giờ này là đi ghe cá vô nữa. Còn ví dụ như ốc ghẹ người ta đi cái giờ khác, ốc ghẹ với mực người ta sẽ đi vào một cái giờ khác. Vui lắm. Sáng nay làng chài rất là tấp nập luôn.